Em Tony Tín xin chào quý chị và bà con ạ. Tiếp tục kiểm tra cái đàn ông này thì đang ở cái lưỡi mèo nằm rất to như một cậu ủi, nhiều lắm, nhiều mũ chúa lắm. Mời bà con chúng ta cùng theo dõi cùng em nhé. Nhiều nhiều mũ lắm anh Trường ạ. Cái ba mũ uốn mũ chúa cái nằm cầu bây giờ mình nhìn thấy ạ. Đây các bác nhé. Anh đang cầm lên đó mũ chúa đó. Cũng đây là vịt nắp rồi, nhưng mà mình vịt nắp, lên, vịt nắp bên đây mấy mấy mũ nữa đấy. Nhấc lên thủ nó thôi. Nhấc lên thủ nó. Thùng ra mũ thế hỏng, em thấy hỏng rồi đúng không? Đó ba cầu mà thành bốn cầu các bác này, một cầu khéo khéo vừa thôi, dính vào bên đây này. Dính bên đây cái mà xây to quá, cầm ra cầm vào khó, nó hơi bị cấn phải xiên xéo đấy các bác nhé. Một đầu muốn rơi rồi, muốn rơi rồi, muốn rơi kìa. Hả? Đó động bị động, bị động, bị động nên là ong hay ra tấn công các bác nhé, nên hạn chế mở ra bị vậy. Cầu này thì có hai cầu, bữa trước em có chia sẻ trên cả hai kênh nhé, các bác thấy là mật rất nhiều đấy, nhô lên ạ, phải đảo đây, mặt bên kia một cầu cũng rất rất nhô lên nhé, quân đẻ rất đẹp ạ và ngươm. Đó, các bác có thấy là vàng lắm ạ. Em bảo một chỗ đi hả? Biết được anh, tùy theo sở thích. Mất phải. Áo mổ chúa thì mình bóp đi thôi, nhưng mà sợ nó xây tiếp. Cũng tùy theo cái chiến lược của mỗi bác nuôi ong nhé. Một là để tách đàn mổ chúa, tách đàn, hai là phá mổ chúa đi ạ. Chúng ta lấy mật thì cũng được thôi, cũng tùy theo ổ vì tách kia nhiều. Mật nhiều, mật nhiều, số lượng mật nhiều. Đàn này quân mạnh đấy các bác đây ạ. Mấy hai cầu thôi, cái cầu kia nữa ấy à. Đã thấy lượng quân mật rất khá rồi. Mù nữa à? Khiếp nhỉ, mù nhiều. Cầu thứ ba nó vẫn xây mù các bác nhé. Một cái tấm ván ngăn cũng là em tính là một cầu rồi. Đấy, lượng mật cả hai bên này các bác đây. Cả cái tay anh cầm ở cái cầu dưới nó vàng ươm. Phá đấy, mù này phá đấy, nó xây mới xây mù này đấy. Phá bớt đi chưa? Ừ. Nhưng mà cái mũ góc này phá đi nó mới xây mà. Để gì nữa, để nhiều thế. Tấm ván ngăn để nhiều rồi đó, cái mũ đấy thì có gì đâu. Cần thiết, không cần thiết thì phá. Nên các bác nào cần thiết thì để chúng ta chia đàn tách đàn không có thể phá đấy. Hả? Tách à? Tách thì quá khỏe, khỏe. Tách thì lượng mật nó nhiều. Đàn này lượng mật nhiều. Kéo anh cầm cái ổ đấy nó bị rơi đó. Nó muốn rơi gì kìa. Đó, đây một cầu, một cái cầu đấy các bác nhé, nó nặng quá. Xong cái này nó là nghỉ. Nó lượng mật nó nhiều. Anh lấy ra tiếp này các bác. Ừ, lấy ra động nó. Nói chung đàn này vẫn còn được, không đến nỗi lắm, không dữ lắm. Cứ động vậy là cũng nhiều đàn nó ra nó bung rồi. Tùy thôi, cái mổ nó hỏng rồi, muốn hỏng thì phá đi để mình. Cầu nó để nó nằm mật nó quá là anh không để cầu nó sát được, nhưng con ong thợ nó vẫn nối nhau nó ra qua làm quá nhé. Ba thành bốn các bác ạ. Các bác nhớ cho em 3 thành 4 như vậy. Chúa đây, to, nhìn to này, thân to này. Thì cũng là cái mùa này cũng đặt trong năm anh chưa chịu cái tách đàn này, mùa này nó cũng tách đàn rất nhiều.
đòi như vậy. Đông quân này chuẩn bị có lượng mật phấn hoa nữa. Cho nó đánh một thằng đồng ốt. Đẹp lắm, để đẹp, để đẹp. Để đẹp xem cầu này xem có mũ chúa không, để đẹp, nhìn cái hiện tượng đẹp không. Chưa có mũ chúa các bạn. Đói chưa xây. Nó chưa xây nhưng mà khi nào no nó đàn này rất chắc chắn các bác nhé. Khi nào có lượng mật nhiều á. Vì đông quân rồi. Năm cầu. Nó đẹp, đói đói quân đẻ đẹp. Con đẻ rất đẹp, cái cầu này các bác. Đang quay nhìn lác đác một số đi tha chân vàng về rất nhiều các bác nhé. Cái cầu này không được nhiều thế, cắt đen hả, không được nhiều, không được nhiều, không bỏ luôn, bỏ đi cắt để dựng mật cho nó. Anh rũ luôn các bác nhé, để kiểm tra luôn này, chúng ta rũ luôn này, không được nhiều này, bỏ hỏng, loại bỏ. Mày bỏ chứ chắc cũng phải nao cầu vào cho nó. Cắt nó cũng đẻ con mấy đâu, toàn ông được thôi. Trong mấy cầu đều cầu nào cũng đẹp hết. Có bao nhiêu bốn cầu đều đẹp hết, một cầu đấy là bị chúa đẻ đẹp. Một lỗ sâu à, bị sâu rồi, khiếp, đàn mạnh mà vẫn bị sâu à, đó sâu bánh sao ăn bánh tổ kìa bác kìa, anh nhìn một vài vết, em nhìn thoáng qua là thấy rồi, xử lý ổ này luôn, nó bị cũ, nó cũ, xử lý cầu ấy luôn, con phải chấp nhận như thế nữa, mấy ổ ngoài vàng này vẫn đẹp này các bác, nhưng mà đấy là bị nhé, nó bị cũ, nâu quá, cầu nâu quá nên là nên thay. Ừ, quân vẫn để đẹp, mặt bên đây vẫn đẹp, mặt bên đây bị vài vết, hả? Ngoại uổng con, uổng con, chấp nhận hy sinh này, đó đẹp vậy mà anh cũng chấp nhận hy sinh luôn các bác nhá, nhìn vẫn đẹp nhưng nó bị sâu ăn bánh sáp bên này, này, mặt bên này, mặt bên kia vẫn ok, bị cũ đen, thay cũng được, không tiếc vì nó mạnh. Không cho để gần, để riêng ra, để riêng ra, xử lý ra cũng được, uống con đó, tôi nói, sợ uống con đó. Để cách rời ra cho chúa khỏi vào, khỏi ấy thôi, con chúa khỏi bò qua đẻ.
bác có thấy thì sau khi anh loại ra có ba cầu đấy, trong có thùng này, một thùng cầu này bỏ đây, cầu này bỏ anh đưa bỏ riêng ra, cầu bên kia ông được nhiều các bác nhé, anh đang dựng bên kia. Bỏ cái cầu mà sâu ăn bánh hát tổ để riêng ra ngoài các bác nhé, để cho con nó nở đi, rồi anh vứt cả cái cầu luôn, không cắt, để cách rời ra đây, tấm tấm ngoài tấm ván ngăn luôn. Cũng tránh video dài thì anh đã bỏ cái cầu mà bị sâu ăn tấn sáp, anh bỏ ngoài tấm ván ngăn các bạn nhé, bỏ riêng ra để cho quân nó bảo vệ thì cái con ong được nở thôi, còn không cho con chúa ta đẻ nữa. Rồi tránh video dài thì cuối video để em Tony Tiến xin phép dừng đây nhá. Xin quý vị xem hay và hữu ích thì nhớ chia sẻ với con video này, và con chúng ta cũng áp dụng kiểm tra khi mà chúng ta bị ong đực nhiều thì sâu ăn bánh tổ, chúng ta biết cách xử lý hiệu quả nhất nhá. Rồi em xin chào, hẹn lại bà con video sau nhá.